that you were dreaming of. What about the picture? Xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin test một đoạn nhạc theo kiểu kiểm âm với những đôi loa Bose 901. Và bác khách, bác ý đã đặt đôi loa Bose 901 này cho em và bác đã chuyển trước cho em 15 triệu. Thì ở video này bác cần em ghép một chiếc bow các bác nha. Cầm một chiếc bow đánh với những dòng Bose. Cụ thể đây là Bose 901. Nó ra hết chất nhưng mà lại phải trong cái tầm tiền nó vừa phải. Thì đây, rất may mắn là trong kho nhà em vừa mới về hàng xong các bác. Tối hôm qua bọn em vừa về hàng, đây em thông báo các bác luôn. Hàng là về kín nhà luôn các bác nhá. Đó các bác. Ngoài ra có những đôi loa Mỹ to cao đen hôi 2 bát 30 một thùng. Và những dòng loa Yamaha NS690. Những đôi loa NS690 này hiện từ cái tháng 8 dương lịch cho đến bây giờ là tất cả nước, tất cả thợ cũng như là các bác chơi đang săn đón những cái đôi loa này. Bởi vì nó lại hot trở lại các bác, bởi vì nó là những dòng loa có dòng máu kiểm âm phía trong. Và càng về sau thì người chơi người ta càng có cái thẩm mỹ và cái gu nghe nó tinh tế. Thì ưa chuộng, dần dần người ta ưa chuộng những cái dòng NS1000, những dòng NS của Yamaha. Thì đây là NS690, nó cũng là đàn em của 1000 nhưng mà nó vẫn là bass 30 chung và chép. Với cái nền công nghệ của nó các bác nhé, cái nền tảng công nghệ dây chuyền sản xuất thì nó cũng gần tương tự nhau. Đó, từ kích thước này thì dòng này nó chỉ là dòng rẻ hơn thôi, nhưng mà nó vẫn giữ được cái hồn của những dòng kiểm âm của Yamaha. Các bác lưu ý. Thì những cái dòng này ấy, hiện nay tối nay hoặc là tí nữa em sẽ có video báo giá sau các bác nhé. Giá cực kỳ tốt các bác thôi. Về rất là nhiều loa, cả những đôi loa tay của JBL nữa các bác nhé. Thoải mái các bác chọn luôn. Thì ở video này em cũng xin test nhanh một bộ cấu hình của bác khách. Thật sự các bác là khi mà kiếm được chiếc âm ly chiếc Pau Yamaha dòng P2050 này, nó oánh bằng sò sắt thôi các bác ạ. Rất là hay các bác nhá. Đánh bằng sò sắt, 4 con sắt lớn và nguồn cực kỳ to. Dòng này là dòng âm ly Yamaha dòng Pau kiểm âm ở trong những phòng thu âm. Đây là những con Pau kiểm âm các bác nhá. Và rất là may mắn thì bác khách mua gọi là chọn đúng người đúng thời điểm luôn. Phải dùng từ đó, đúng người đúng thời điểm. Đúng người cần mua là Bose 901 và đúng thời điểm em đang có Yamaha, một con Pau so sắt. Em nhớ là con Pau này cách đây khoảng độ gần 1 năm trước có một bác khách có dòng Bose 601 trơn. Bác cần mua một chiếc Pau nghe nhạc chuyên sâu đánh vào Bose. Em bán cho bác con Pau này ngày đó em nhớ không nhầm là 4,8 triệu. Nó oánh vào là hay quá mà bác phải gọi điện lại cho em. Các bác lưu ý kỹ là cái âm hình và cái độ rộng của tiếng các bác nha. Riêng Bose 901 và những cái dòng Bose nói chung phải lên được những cái giải âm đó thì mới là Bose. Bởi vì Bose nó cũng là những dòng loa không phân tần, nó thiên về cái hướng kiểm âm, nghe thực tế, có một chút lịnh tai nhưng mà nó thiên về thực tế các bác nha. Nó không quá lịnh tai như những dòng loa Nhật hay là loa Nga hay là loa châu Âu, nhưng mà nó lại thiên về cái độ chính xác nhưng mà vẫn có độ lịnh tai nhất định. Thì đây là em sẽ mở các bác một đoạn âm nhạc kiểu nhạc phòng thu các bác nhé. Các bác nghe thử đi ạ. Bây giờ em sẽ mở này các bác. When I saw you standing there, about feeling much here. And when you moved your mouth to speak, âm thanh quá vẫn quá là rộng luôn các bác. I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Nghe không khác gì là ca sĩ với ban nhạc đang đánh trước mặt luôn các bác. If you only let it be,
Rồi ở video này em cũng xin test một đoạn nhạc như vậy, và em sẽ test một đoạn nhạc liên khúc và nhạc trữ tình nữa để các bác thẩm âm. Thì đây là một bộ cấu hình rất là hay trong cái tầm tiền mà chơi được 901. Riêng âm ly và cục pâu mà chơi được 901 ra chất âm như vậy mà giá em để các bác chỉ có, em để cho bác khách cái con pâu này chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Là chơi rất tuyệt vời các bác nhé. Khó có cái chiếc pâu nào trong cái tầm tiền đó vừa là hàng pâu xịn mà lại là hàng đẳng cấp của Yamaha mà nghe nhạc nó lại hay, mà lại công suất cao, chiến bố 901 ngon, mà lại giá chỉ có 4 triệu rưỡi các bác nhé. Thì bác khách ở nhà có một con vang sẵn rồi, chỉ cần cho con vang vào đây nữa. Thì cái cách đấu là đơn giản như vậy này các bác nhé. Nghĩa là nếu bác mà ghép thêm một con vang nữa thì hãy cho âm thanh tín hiệu đi qua con cốt này, xong từ con cốt xuống con vang, xong từ con vang bắt đầu với ra con đẩy các bác nhé. Em còn ra con pâu này này, chứ đừng có cho con vang ở trên con cốt này là mất hết chất. Phải để con cốt này ở trên nhất. Đấy, lưu ý giúp em. Và bây giờ em cũng xin tạm dừng video clip tại đây. Một bộ cấu hình rất tuyệt vời, con pâu giá chỉ có 4 triệu rưỡi, quánh 901 gọi là hết thuốc luôn. Đây là em còn chưa can thiệp âm sắc các bác nhìn đấy ạ. Đó, đây là bị chỉnh chép và chỉnh bát của bốt. Em để ở mức giữa luôn. Đấy, em không can thiệp âm sắc luôn, mà em chỉ vặn to nhỏ con pâu thôi, cho thấy là con pâu nó tiếng rất là sạch các bác. Cái con bát nó thổi ra thật sự các bác tiếng rất là rộng. Rồi em xin tạm dừng video ở đây. Xin chúc mừng các khách đã có một bộ rất hay các bác. Nhiều mưa buồn bấy lạnh. Em đánh direct luôn mà nó hay như vậy đấy các bác. Rất tuyệt vời các bác ạ. Mà con bốt này em bán cho các khách là nguyên cả cái chân của nó luôn các bác nhá. Rất ít khi mua được những cái con bốt 901 một nguyên chân. Tất cả là nguyên bộ của nó luôn.